Ok, mình sẽ bấm hai click xuống nè, hai click xuống. Nó đã bắt đầu chạy rồi khán giả nè. Khang sẽ cho nó tự chạy nè, nó sẽ ra nè. Cái chính mà cái dĩ nhiên là cái mà Khang cũng muốn một phần để ý là trong cái đường local, những cái parking kiểu này nó có biết không? Tại cái nhiều cái hàng rào nó không để ý được hàng rào. Cái này thì Khang sẽ giúp nó một chút nè. Ok, bây giờ mình chạy nè. Và bây giờ nó sẽ 22, nó có đổi không? Hơi nguy hiểm quá. Để coi, Khang thấy rồi, Khang cũng run rồi. Oh no. Nó đổi không? Oh no. Nó đã không đổi. Xin chào cả nhà nè. Và hôm nay nói chung Khang đang chuẩn bị test drive cái auto drive, cái full self auto drive supervised version của hãng Tesla. Thì Khang biết là trong những ngày qua đây mình cũng có rất là nhiều video, nhiều người đã nói về cái full self auto drive của hãng Tesla. Software mới được release được cho những người nào mà có chiếc Tesla được thử lái trong một tháng. Một phần là để coi như là cho mọi người biết nó sẽ ra sao, và ai có thể muốn mua một cái program nó cũng cỡ là 13.000 đồng thì có thể mua, hay là mỗi tháng subscription. Khi mà nói về cái full self auto drive thì Khang cũng đã làm một cái video với một người bạn của Khang cũng có cái program này, có cái software này, đó là anh thầy giáo Lauren Nguyễn. Nhưng mà lúc đó là Khang chỉ là ngồi thôi, và trong những tháng vừa qua Khang cũng tính chuyện nếu mà được các cơ hội mình phải tìm cách mình thử nó, mình phải tự là mình là lái. Nhưng mà hơn sao là Elon, hãng Tesla đã cho ra một cái software để cho mọi người được thử trong một tháng đó, và mình cũng đã xem được nhiều trên những đài, những chương trình người đã nói về này nhiều lắm rồi. Nhưng mà hôm nay Khang phải làm, cuối cùng Khang cũng có cơ hội để làm cho khán giả. Hầu hết là mình nghe toàn là về những cái channel mà của người Mỹ. Hôm nay Khang muốn làm bằng tiếng Việt để cho những người nào mà có chiếc Tesla. Khang để ý là càng ngày trong quận Cam của mình, Little Saigon của mình, có rất là nhiều các cô chú lớn tuổi đã có chiếc xe Tesla. Thì Khang muốn làm bằng tiếng Việt để cho mọi người biết nó sẽ ra sao. Cái này là lần thứ hai, ok, Khang muốn nói thiệt là lần thứ hai. Lần đầu Khang cũng đã thử một chút rồi, nhưng mà vì Khang đi một cái trip với gia đình, mình cũng hơi run, mình cũng hơi sợ. Nhưng mà lần thứ hai Khang sẽ lái một lần nữa, dùng cái full self auto drive supervised version cho mọi người được xem nè. Và cùng theo Khang nè, let's go. Tuy nhiên khi mà mình bước vào full self auto drive đó, người nào mà có chiếc Tesla thì cái full self auto drive thì nói chung là mình phải cần hai cái software update. Nếu mà khán giả nào mà chưa có cơ hội update thì mình nên update. Nhưng mà khi mà mình update rồi thì mình vào thì mình sẽ muốn check cho chắc chắn là nó có autopilot auto drive đó, full self driving. Là mình thấy đây nè, nó phải đổi qua thành là full self driving. Thấy không? Quý khán giả thấy không? Full self driving nó là supervised version, là tại vì làm sao làm mình cũng phải là người điều khiển một chút, không có thể nào mà bỏ tay ra hết được. Và sau đó nó sẽ có rất là nhiều cái khác, nhưng mà khán giả cũng không có để ý, không có cần lo lắm. Cái full self driving mình có thể hầu hết là những cái standard của nó là nó đã bỏ average cho mọi người rồi, là coi như là chill, là coi như là nó sẽ lái cẩn thận hơn, assertive là nó sẽ không cẩn thận nhiều lắm. Average là bình thường thì mình bỏ vào average đi ha. Và nếu mà nó đổi lane change nó sẽ nhắc nhở mình bằng tiếng chuông, rung hay là cả bơ hai thì Khang bỏ tắt thì nó sẽ nhắc cho mình. Đó thì nói chung là nó cũng có nhiều cái, nhưng mà Khang nghĩ là cái chính là mình phải make sure nó phải qua cái full self driving supervised, và sau đó mình sẽ lái năng. Ok, bây giờ Khang sẽ bắt đầu lái xe. Điều mà cần thiết và mình phải cần biết đến nữa là cho cái full self auto drive nó work là mình phải bỏ cái địa chỉ nè, mình sẽ đi đâu để nó biết mình sẽ chạy đi đâu nó mới tự chạy được. Ok, thì bây giờ Khang sẽ bỏ địa chỉ vào nè. Đó, Khang sẽ bỏ địa chỉ rồi đó, và bây giờ Khang sẽ cho nó tự chạy nè mọi người. Mình muốn bắt đầu chạy thì mình phải Mình sẽ bấm hai click xuống nha, hai click xuống. Rồi đó, nó đã bắt đầu chạy đâu khán giả nè. Khang sẽ cho nó tự chạy nè, nó sẽ ra nè. Đó đó. Coi như là mình sẽ tìm cách mình lên freeway nè mọi người. Không có tay nè. Coi. Cũng rung rồi nè. Nó đang kiếm đường ra đó. Thì cái chính mà cái dĩ nhiên là cái mà Khang cũng muốn một phần để ý là trong cái đường local, những cái parking kiểu này nó có biết không? Ok, nó sẽ sen không? Nó tưởng là chạy nhưng mà nó có cái hàng rào. Rồi lâu lâu nó sẽ nhắc mình bỏ đụng cái tay lái một chút. Khang nghĩ này nó hơi lộn xộn một chút. Tại cái nhiều cái hàng rào nó không để ý được hàng rào. Cái này thì Khang sẽ giúp nó một chút nè. Ok, bây giờ mình chạy nè. Khang đưa nó một chút. Rồi nó sẽ ra nè. Ok. Driving, mình trải nghiệm full self driving. Đi từ nơi này đến về nhà thì Khang sẽ cho mọi người được xem nè. Nếu mà người nào mà thích chương trình trong Khang Đi Lang Thang hay là con đường đến thành công trên Little Saigon TV, xin cho Khang, cho channel một cái like là chia sẻ nè, nghĩ ra sao. Cho nó quẹo nang, cho nó quẹo đó. Coi như là mình sẽ bỏ cuộc sống mình vào cho mọi người được xem nang sẽ ra sao. Và bây giờ nó sẽ signal. Nói chung là một lần nữa, cái này là lần thứ hai Khang thử cái full self driving. Thì để mình xem. Và nó sẽ lái. Thì cái này giống như cái này thì Khang cũng đã biết một phần rồi. Nhưng mà mình muốn xem thử nó cái gì thay đổi không. Hồi xưa thì Khang cũng đã cùng đi với người bạn của Khang, cũng chạy, anh ta có cái full self driving program. Thì nó nhắc mình, lâu lâu mình phải đụng cái tay năng, nhắc mình. Rồi nó sẽ lên cái freeway 6/5 năng mọi người. Thì cái này là trong chạy local. Thì Khang muốn, hôm nay Khang muốn cho mọi người được xem hai cách. Ok. Thì nó sẽ để ý xe, khán giả thấy cái màn ảnh không? Cái màn ảnh này nó rất là rõ hơn nè. Cái này là một lần nữa, cái này là một cái free program mình đã được Tesla cho thử trong một tháng. Thì dĩ nhiên Khang cũng muốn thử coi cái gì nó làm có được hoàn hảo không, hay là nó cũng còn một cái gì sai đó. Thì mình sẽ ráng tin tưởng, nhưng mà lâu lâu Khang sẽ đụng tay vào nè mọi người. Cái này nói chung cũng nguy hiểm nè. Đèn vàng thấy không? Nó cũng vừa muốn ngừng mà nó cũng vừa muốn chạy. Coi như nó sẽ tính cái thời gian. Thì nói chung là Khang nói thiệt đó. Cái này là Khang tự cho nó lái hết nè, để coi nó sẽ đem đi đâu. Chảy mồ hôi rất nhiều nè khán giả. Cái này mình cũng còn hơi run run một chút nè mọi người. Cái này một lần nữa trải nghiệm cái full self driving. Mình trải nghiệm full self driving, đi từ nơi này đến về nhà. Thì Khang sẽ cho mọi người được xem nè. Nếu mà người nào mà thích chương trình trong Khang Đi Lang Thang hay là con đường đến thành công trên Little Saigon TV, xin cho Khang, cho channel một cái like là chia sẻ nè, nghĩ ra sao. Cái này là hoàn toàn hết nè mọi người. Cái này tay này là Khang cầm camera nè mọi người. Tay này là đang cầm camera, cho nên mình sẽ tin tưởng vào full self driving. Khang thể thấy không? Mỗi lần nó đổi lane thì dĩ nhiên mình dùng cái gọi là average, là nó cũng lái không cẩn thận lắm mà cũng không nguy hiểm lắm. Nó nửa chừng thôi. Nó sẽ tìm cách nó lái cho mình, coi như là nó tìm cách chỗ nào lane nó rộng rãi. Và khán giả thấy không? Và nếu mà mọi người nào để ý đó, khi mà mình có cái Full Self-Driving á, thì nó sẽ có nhiều chi tiết hơn về những chiếc xe vòng quanh mình, về những người đi vòng quanh mình. Thì Khang sẽ cho mọi người được xem nè. Và một lần nữa mình sẽ thử coi nó có hoàn hảo không, nó có chạy về nhà được không. Thì từ cái chỗ nơi này đến khu mà Khang đang tới là cũng cỡ 15 phút. Thì mình sẽ cho nó chạy nè và mình cho xem. Mình thấy thì hôm nay là weekend, xe cũng ít chứ đâu dám thử mà xe đông lắm đâu, nhưng mà cũng có mấy khoảng đường này mình thấy xe cũng hơi đông. Mình sẽ coi thử, nhất là khi nó đổi lane, nó đổi freeway nữa nè mọi người, nó đổi freeway ra nó có khác biệt gì không. Thì lâu lâu dĩ nhiên nó nhắc cho mình đó, và nó đưa cái màu đỏ thấy không, nó nhắc cho mình biết là có xe kế bên mình hay là không. Đó, nó qua lane thấy không, để coi thử nó có qua lane ẩu tả không, giống như là có nhiều người lái xe. Và nó cứ chạy thôi. Thì dĩ nhiên trên freeway thì là một chuyện mà cũng hơi bình thường rồi. Mình hay dùng cái chương trình Free Auto Drive của Tesla. Nhưng mà hôm nay là mình tự cho nó ra đổi lane hay đủ hết không. Nó signal, nó tự thay đổi. Nó lâu nó nhắc cho Khang đưa ra qua đây. Nó đổi lane thì dĩ nhiên là Khang để ý là lần thứ hai Khang lái năng. Thì lúc nào nó cũng sẽ tìm cách quay cái lane mà bên tay trái nhất. Tại vì lane nó là chạy nhanh, cũng như là người ta, cũng như là những giao thông Mỹ thì lane bên tay phải là chạy cho những xe chậm hơn, trái là nhanh hơn, cho nên nó đưa mình qua tay trái. Dưới một phần đó nó cũng muốn đổi về cái freeway. Thì tại vì cái này Khang biết là 405 là cái tiếp thì nó sẽ chạy đâu khán giả. Cái này là full self driving. Là cái video hôm nay sẽ là tự động hay coi như là full view về full self driving, không có gì mà mình giấu hết. Đó. Cái này có hơn những cái xe điện khác không hay là đã bắn thua? Chắc là tùy người thôi nè. Khang biết người nào mà lái những chiếc xe nào mà thích như là VinFast rồi đi, những người Việt Nam xem thì chắc sẽ không nghĩ cái này là hoàn hảo đó. Bây giờ mình sẽ đổi freeway nào khán giả. Cái quan trọng á, chạy thẳng thì dễ rồi, dĩ nhiên rồi, xe auto drive ADAS nào cũng sẽ chạy thẳng được. Nhưng mà mình đổi này, ô cái này đông xe nè thấy không, cái này đông người nè, để coi nó sẽ làm việc ra sao. Ok. Để coi nó ngừng nè, Khang cho nó ngừng nè, nó sẽ quay rồi Khang sẽ đưa Khang về mình đi. Nó sẽ nhắc nhở mình, lâu lâu mình phải đụng tay nang. Thì nói chung Khang phải đụng tay, nhưng mà Khang không muốn đụng tay nhiều là tại vì đụng lên bàn tay lái nhiều là tại vì nhiều người sẽ nói là Khang không coi như là giấu cái này giấu kia. Và bây giờ nó sẽ 22, nó có đổi không? Đây nguy hiểm quá. Để coi, Khang thấy rồi, Khang cũng rung rồi. Oh no. Nó đổi không? Sẽ đưa Khang về mình đi. Nó sẽ nhắc nhở mình, lâu lâu mình phải đụng tay nang. Thì nói chung Khang phải đụng tay, nhưng mà Khang không muốn đụng tay nhiều là tại vì đụng lên bàn tay lái nhiều là tại vì nhiều người sẽ nói là Khang không coi như là giấu cái này giấu kia, sẽ tự lái. No, sẽ là người lái xe chứ không phải là xe nó tự lái. Ok, và nó sẽ đổi lane nè thấy không. Nó để ý nếu mà có xe thì nó sẽ không đổi đâu nè. Thì để Khang coi này, 405. Cái kế tiếp mà con đường này Khang đi về là nó sẽ đổi qua 22 East, là một cái freeway khác nữa. Để coi nó có đổi được không, nó có hoàn hảo như 64. Hồi nãy giờ là Khang cảm thấy nó rất là hoàn hảo nè. Nhớ nó tự lái hết. Để hai tay đàng hoàng này khán giả. Vậy bây giờ mình đang trải nghiệm cái Full Self Driving Supervised version của hãng Tesla. Nó sẽ ra sao? Nó đổi qua đây. Trời ơi, tại sao đổi qua đây? 20 freeway 22 kia mà. Hay là nó không cần 22 để về. Hay là muốn Khang giữ 405 thôi. Ok, thì mình cứ cho nó chạy thôi, miễn sao nó tới cái địa điểm của mình đã bỏ vào trong cái GPS. Để coi nó có thay đổi gì không. Khang sẽ cho nó tự làm mà nó tự suy nghĩ nè. Mỏi tay quá, mọi người mỏi tay nè. Này Khang phải cầm cái camera cho mọi người nè. Ok, Khang thấy cái freeway này nó sẽ đổi qua 22 để coi nó có chịu đổi không, hay là nó vẫn lộn xộn. Và hôm nay là một ngày buổi chiều Chủ nhật đó mọi người. Khang và cùng gia đình mới đi xa về, đi lên Bắc Cali, đi cắm trại với cái camper van. Thì cái đó là mình sẽ có thêm nhiều episode cho mọi người được xem. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã tiếp tục xem những cái video Khang làm. Thế này là mình làm cho vui thôi, nhưng mà làm cho vui, nhưng mà nếu khán giả nào mà thích thì cứ cho một lời chia sẻ, like hay là subscribe. Thì muốn gì muốn, nói chung là free mà, tự coi như là free, tự do mà, tự nhiên. Thì thích không thích cũng không sao. Và bây giờ nó sẽ 22, nó có đổi không? Hơi nguy hiểm quá. Để coi, Khang thấy rồi, Khang cũng rung rồi. Oh no, nó đổi không? Oh no, nó đã không đổi, nó đã chạy. Giờ nó, oh no, nó lộn xộn rồi. Nó có xe nè, thấy khán giả không? Nó có xe đó. Oh, ok, giờ nó đổi qua cái đường khác rồi. Nó theo cái bô xe, giờ nó đã chạy đường khác. Ok, nó biết nó hụt rồi, coi như là không hoàn hảo đang. Đáng lẽ là qua 22 mà nó bị lộn xộn, nhiều lane quá, nhiều xe quá, nó bị hơi lộn xộn. Là cái đó là một điều không hoàn hảo đó mọi người. Và bây giờ điều kế tiếp để coi nó có thể đem mình về, cho về mình về nhà được không. Nếu mà không như là chuyện bỏ, là không có thể nào nên bỏ 12.000, 13.000 để mua cái Full Self-Driving này được. Thì bây giờ nó sẽ exit cho mình. Ok, bây giờ nó thay đổi cái đường khác là tại vì mình hụt đường kia rồi. Bây giờ mình vẫn tiếp tục mình xem nè mọi người. Và nó sẽ exit nè, exit Springdale. Để coi, bây giờ nó sẽ exit, nó chạy local. Thì Khang muốn cho mọi người được thay thử hai phía, hai hướng. Một là local, hai local là chạy trên đường bình thường, mỗi tay qua đi. Và cái thứ hai là mình chạy freeway. Ok, Khang sẽ cầm đổi tay nào, mỗi tay qua đi. Ok, coi thử nó có đưa Khang về nhà được không. Hôm nay xe Tesla sẽ đưa mình tự về nhà. Khang nghĩ ra sao ha. Thì nếu mà nó làm được thì Khang nghĩ mình có nên không. Thì nói chung mỗi lần mình lái cái này mình cũng hơi run run một chút. Thì nó là đèn vàng, nó không chạy nữa, nó ngừng. Nó muốn cẩn thận một chút. Tại vì nó có thể, nếu mà người bình thường là mình giọt đèn vàng như không rồi. Thì dĩ nhiên cái này là giờ đèn đỏ, con nó chạy không, nó tự đổi nè. Nó cũng hơi cẩn thận. Khang không biết là nếu mà mình dùng cái assertive version là nó coi như không cẩn thận nhiều thì nó sẽ nhanh hơn không. Nhưng mà so far là Khang ít qua, Khang cũng thấy nó hơi cẩn thận một chút. Cái nhiều lần, cái nhiều cái như là mình có thể mình giọt đèn vàng để mình chạy nhanh rồi. Thì có thể cái này là một cái nếu mà mình có cơ hội để mình thử coi cảm giác cái xe nó tự lái, tự động lái đúng không? Từ một nơi này đưa đến mình nơi về nơi kia thì nó ra sao, thì Khang nghĩ nó cũng ok. Nhưng mà nếu mà mình cần đi đâu liền thì Khang nghĩ mình lái nó nhanh hơn, đúng không mọi người? Còn nếu mà mình cho nó tự lái thì cái computer nhiều lần nó làm thì cũng hay, cũng vui, thú vị, nhưng mà nó sẽ lâu hơn một chút nè. Cho nên nếu mà người nào mà ví dụ như cái này, cái công nghệ này Khang nghĩ ví dụ như mình đi chơi đâu xa đi ha, mà mình lái xe hơi mệt mỏi thì mình có thể mình dùng Full Self-Driving. Mình cho nó giúp mình lái để mình ngồi giữ tay xuống, ngồi thoải mái một chút. Nhưng mà nếu mà mình cần đi đâu liền thì Khang nghĩ không phải lúc nào cũng dùng được. Hay là một người nào đi tiệc đồ gì đấy ha, cái này là mình không đi tiệc gì đó. Nhiều người nào mà có thể uống một chút, uống rượu một chút. Bây giờ đừng uống nhiều quá nè, cái này là Khang không có support những người mà uống rượu say quá mà lái xe nè. Thì mình có thể mình cho cái xe nó lái mình về, đúng không? Thì trong cái version này thử đây, Khang cũng có nghe nói là có cái nó đổi là parallel parking nữa, nó sẽ tự đòi parking cho mình nữa. Nhưng mà cái đó thì hôm nay mình sẽ không có cơ hội mình thử đâu năng, mình sẽ chỉ focus vào cái full self driving thôi. Hiện giờ thì mình đang chờ. Đợi đèn xanh rồi đó. Nó lái cẩn thận quá đi. Nó cũng cẩn thận nè. Nó quẹo hết đó nè, mọi người thấy không? Khang chỉ lâu lâu là đụng cái tay lái một chút thôi để cho nó khỏi mất cái full self driving. Dưới Khang có đọc cái lúc mà mình đăng ký vào cái full self driving á, mình có đọc qua một chút thì nó nói nếu mà mình không nghe lời nó, mỗi lần nó kêu mình cầm tay lái mà mình đã hụt 3-4 lần đó thì nó sẽ khóa cái full self driving mình lại, nó không cho mình dùng nữa. Cho nên người nào mà có full self driving muốn thử thì cứ thử đi. Bây giờ mình được 1 tháng free lần năm mọi người, coi như là cuối tháng 4, cuối tháng 4 này là hết năng. So far đang lái từ freeway đến vô local, đến chạy trên đường xa lộ bình thường nè. So far nó đang đưa mình tới thoải mái năng mọi người. Thì một lần nữa Khang cho mọi người trải nghiệm cái full self driving. Tesla có chở Khang tới được về nhà không? Ok. Và đó, thì khúc này thì Khang nghĩ nó hơi dễ rồi. Khang nghĩ cái khó hồi nãy là lên cái freeway, nó chạy tốc độ những xe trên đường xa lộ rất là nhanh, và nó có rất là nhiều lane, cho nên cái computer nó cũng không hoàn hảo 100% được. Nó bị hụt một cái exit freeway 22. Đáng lẽ là nó sẽ quẹo bên tay trái và đưa lấy freeway khác thì nó sẽ về nhà gần hơn, nhưng mà nó bị hụt. Nó cũng cứ khúc phần đó cũng hơi nguy hiểm một chút, là nó vẫn tiếp tục chạy xe trên đường freeway nhưng mà nó ngừng hơi chậm được, thì mình cũng hên là ít xe ngoài sau lưng mình họ không có bóp còi, chứ nếu mà nhiều xe thì có thể họ sẽ complain. Nhưng mà ít qua nó cũng thay đổi theo cái GPS của mình, và trong này thì nó lái theo tốc độ đi ha, tốc độ bình thường. Mình có thể mình lên một chút đi ha. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu Trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Như là Khang đã nói rồi, mình chạy full self driving thì cũng là một cái trải nghiệm nó vui, tại vì lần đầu tiên mình ngồi trên một chiếc xe mà coi như là computer nó tự chạy hết, nó tự chọn cái đường đi theo cái đường GPS của mình. Mình đó, đèn vàng nè để coi nó muốn làm gì, nó sẽ không giọt nè. Thì dĩ nhiên đó là Khang đã nói rồi, ví dụ như là người nào mà nếu mà bình thường là mình cần về liền là mình đã giọt đèn vàng đúng không, nhưng mà nó rất là cẩn thận. Thì mình cũng gần tới nhà rồi mọi người, 3 phút nữa nè, 3 phút nữa tới nhà. Thì hôm nay Khang một lần nữa cho cả nhà được trải nghiệm cái full self driving nó ra sao, coi như là full nè, là mình không có cắt cái gì hết nè mọi người. Có thể Khang nói cái này sai kia thì cũng xin lỗi mọi người nè. Thì thường Khang là không phải là người nói này nói nay nói kia hay đâu lắm đâu, mình có gì cái đó, có cái gì thì mình nói cái đó thôi. Thì mình tiếng Việt Khang thì nói chung cũng không có rành lắm, coi như Khang gọi là Viglish, tiếng vừa tiếng Việt tiếng Mỹ là số 1, nhưng mà mình nói được 2 thứ tiếng Việt và Mỹ. Nhưng mà khi mình nói tiếng Việt không thì nó cũng hơi khó, mà tiếng Mỹ không cũng không có, cũng hơi khó cho Khang nữa. Mình cũng ráng, Khang cũng muốn làm cái video này bằng tiếng Việt để cho những các cô chú hay những người nào mà ở Việt Nam không có cơ hội để trải nghiệm cái này được trải nghiệm. Thì cái này là một lần nữa, nó là free hết năng, tại sao mình không sử dụng thử một lần trong đời mình được chiếc xe computer nó tự chạy hết năng. Thì mà nói về xe computer tự chạy thì ở trên LA nó cũng có một cái hãng taxi, thì dĩ nhiên cái tương lai của bên Tesla là cái gọi là robo taxi. thì cũng có cái hãng taxi Waymo, nó cũng đang cho người ta đang thử đi taxi tại LA, khu vực LA thôi. Và cái này giờ mình quẹo tay trái nè, cái này đèn mù, đèn mù nghĩa là mình phải chờ, mình chờ người ta tới, chờ cái xe coi nó không, nó cũng xem là đó không. Ok, xí thoải mái nè. Và bây giờ nó sẽ đổi lane, Khang sẽ cho nó đưa Khang về. Tesla đưa mình về được không? Coi như là ví dụ như mình đi đâu mà mình làm biếng lái xe quá đi ha, nó cẩn thận lắm nè mọi người. Tại vì cái này mình bỏ cái gọi là average, là nó cũng một phần cẩn thận, và nó cũng không có phải là cẩn thận quá mà cũng không có nguy hiểm quá. Và nó sẽ xem có người không. Vì khán giả để ý những cái màn hình này nó rất là detail nè, nó sensor, nó dùng cái gọi là heat sensor không? Thấy xe trên đường đầy đủ, người đi bộ hay không. Cái nhiều lần thì nó cũng hơi sai, cái bên này là cái cây nhưng mà nó lại tưởng là người. Nhưng mà cái quan trọng thì dĩ nhiên là xe đúng không? Có người thấy không? Có người ở trước. Ok, để coi. Có người ở trước thấy không? Nó không có send được, cái nhiều lần nó cũng chưa send đâu. Có người nó send được một chút nè. Nó ok. Và nó sẽ tự động đậu parking cho mình. Để Khang coi. Parallel parking thôi nè, chứ parking kia Khang nguy hiểm quá, nó sợ nó đụng xe mình nữa. Alright. Đó. Về đến nhà rồi mọi người. Automate complete. Rồi mình tắt là sao? Để muốn tắt thì mình bấm lên tắt. Vậy đó. Auto disengage, what happened? Và bây giờ nó sẽ kêu Khang record. I tried out. But there's a little mistake when they tried to change to the 22 freeway, it could not read that. Bây giờ mình gửi, coi như là nó đang collect information để nó làm cho cái chương trình, cái software này, cái phần mềm này được hoàn hảo hơn. Và một lần nữa, cái đó là cái Full Self Auto Drive mọi người. Và Khang ước mong mọi người đã được một chia sẻ cùng với Khang cái cuộc hành trình đi thử trải nghiệm cái Full Self Driving của hãng Tesla. Và hiện giờ từ hôm nay là tháng 4 ngày 7, hiện giờ nó sẽ được free cho mọi người đến 1 tháng. Và ai có cơ hội xin sử dụng nè. Ok, bây giờ Khang tắt máy nè. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi chương trình Khang Đi Lang Thang, hay là chương trình Con Đường Đến Thành Công trên đài Little Saigon TV nè mọi người. Và tiếp tục ủng hộ. Thank you. Đó là món ăn tinh thần cho Khang và trong cái chương trình của mình. Ok, bye bye.